Alo, nha Nam. Nó lên cái chiếc Q2. Q2 này full quay y nha Nam ơi. Xe này full tâm huyết đấy. Full rất là đẹp luôn. Full cả bộ áo của quay y luôn nha Nam, chứ không phải full chữ 2 dán tem đâu nha. Nền này đi nền nhôm nè. Bao ngầu. Ốc tán đầu cũng full mới hết. Nền nhôm rất là đẹp luôn. Xe này về đi chơi Tết thôi, hết sảy 37. Quá đã luôn. Từng con ốc, từng con cá nha. Rất là cứng xe luôn nha anh em. Máy thì chuẩn như Lê Duẩn. Máy im ru xanh đen quá đẹp. Máy cực kỳ cho nè, người ta làm dọn im ngon, mọi thứ ok hết, về mình khỏi phải làm gì hết không, mình có việc chỉ là trải nghiệm thôi. Quay thấy từng hạt bụi rồi. Quá mới, khuôn mới, không mới thì sao mà không mới được. Đặc biệt là máy rất là nhẹ luôn nha mày. Máy này lên chạy nhẹ lắm nha nè. Đi thăm mùa xuân. Giá 21 triệu cho một cái xe Q2 dọn quay y tâm huyết cho anh em ơi. Ngay ý anh em nào thì anh em đó kết nối nha. Xin cảm ơn anh em.